hello dạ yeah, chào mừng quý cô chú anh chị đang quay trở lại với kênh youtube của Cốc Việt. À, kính thưa quý vị á, là hai ngày hôm nay chúng ta thấy rằng cái thông tin nói rằng một luật sư nổi tiếng đó là cô trương thị hòa à, đã chấp nhận bào chữa cho cô nguyễn phương hằng à, chấp nhận bào chữa hay là bảo vệ cho bà nguyễn phương hằng đó thì được rất là nhiều người quan tâm à, kể cả những người yêu mến lẫn những cái người không thích à, nói chung á, những cái người mà yêu mến cô nguyễn phương hằng à, thì chúng ta thừa hiểu rồi À, họ mong muốn một luật sư giỏi hoặc là những cái gì đó tốt đẹp nhất đến với sư Nguyễn Phương Hằng là điều đương nhiên rồi. Còn những cái người mà không thích á thì họ cũng dựa vào đó để họ vì cái mục đích riêng và cũng có thể là họ mỉa mai hay là họ cũng không thích, không có không có đồng tình cái cái việc với cái việc mà luật sư nổi tiếng hoặc là cái người mà có tâm có tầm à, bảo vệ cho bà Nguyễn Phương Hằng. À, nhưng mà mọi chuyện nó lùm xùm thì nó cũng không hay lắm. Bởi vì à, bởi vì rõ ràng chúng ta chưa biết cái thông tin chính xác như thế nào. À, mặc dù có một số vị, một số người cũng đã liên hệ trực tiếp đến cô Hòa để xác nhận lại chuyện này rồi. Cho nên chúng ta tạm thời khép lại chuyện này đi à, để hạ hồi phân giải ha. Ít ngày nữa hoặc là sắp tới đây thì chúng ta sẽ biết thôi. À, và hôm nay à, mình xin chia sẻ cả nhà một cái vấn đề à, thật sự khi bằng cái mấu chốt ở trong cái câu chuyện của cô Nguyễn Phương Hằng chứ không phải là cái vấn đề luật sư mới là mấu chốt đâu à, cái, cái trọng tâm nhất để à, có thể là xác định cô nguyễn phương hằng có vi phạm hay không hay là cô nguyễn phương hằng vi phạm nặng nhẹ hoặc là à, vô tội à, tất cả những cái đó phải à, chúng ta xác nhận được một cái vấn đề mấu chốt chứ còn à, có luật sư à, luật sư giỏi hay luật sư bình thường hay là không có luật sư thì à, cái chuyện đó là bên phía cô hàng chú dũng người ta đã xác định rồi à, bởi vì à, chúng ta cũng biết á, là trong câu chuyện này từ đầu tới giờ thì cô Nguyễn Phương Hằng luôn à, phát biểu và khẳng định rằng là công ty trách nhiệm hữu hạn một mình Tao à, là chúng ta cũng đủ hiểu là về cái vấn đề pháp lý á, là bên phía cô Hằng cũng nắm rất là vững cho nên mới mới nói ra cái câu đó được đúng không? Cho nên á à, hôm nay một bác nông dân cũng là một giảng viên một người rất là nổi tiếng à, đã đưa ra một cái nhận định mà theo mình nghĩ á là khá là sâu sắc và rất là hay bởi vì nó đã nêu được cái mấu chốt cái quan trọng nhất trong cái câu chuyện của cô Nguyễn Phương Hằng à đây xin mời cả nhà đến với một cái bài viết của thầy Thanh à, thầy này rất mình rất là ngưỡng mộ luôn bởi vì à, có nhiều cái bài viết mà thầy à, giống như là à, chỉ ra được cái vấn đề mình quan tâm à, mình cũng cũng có suy nghĩ đến đó nhưng mà mình không có nghĩ ra đến nó sâu sắc như vậy mà khi mà thầy viết ra thì à, mình đã tìm đến tìm đến cái cái cội nguồn cái cái gốc rễ của vấn đề rất là hay luôn à, cụ thể thì à, thầy Thanh có viết đó, là Nguyễn Phương Hằng không dạy nhưng chị ấy không ngại không dạy nhưng không ngại, à, tôi tin chị không dạy đánh đổi sự nghiệp của mình vào rama này nếu chị không có đủ chứng cứ chỗ này là cái quan trọng nhất cả nhà, quan trọng nhất luôn. Tôi tin chị không dạy đánh đổi sự nghiệp của mình vào cái rama này nếu chị không có đầy đủ chứng cứ à, nhưng chị cũng đã không ngại lâu những kẻ lừa dân ra ánh sáng cũng à, khá là nhiều những cái những cái vấn đề ở trong cái câu này thôi à chúng ta tìm hiểu tiếp nha à điều tôi không phải quý mến chị ở cái giá trị từ thiện à, mà còn cả cái tính cương trực của chị à, bạn không thích nhưng bạn phải thừa nhận rằng các livestream của chị đã giúp xã hội bán hàng online chưa bao giờ tốt như lúc này à, nhưng mà mình đi lại cái phần này chút xíu à cái chỗ này là quan trọng nè là tôi tin chị không giải đánh đổi sự nghiệp của mình vào cái drama này nếu chị không có đủ chứng cứ à chúng ta suy nghĩ chút xíu chẳng hạn như cái giấc mơ đi cái giấc mơ có, có những cái giấc mơ của bà nguyễn nguyễn phương hằng tại sao nó có thành sự thật đơn giản nhất như là cái câu chuyện của ông hoài linh đi đúng không tại sao cái giấc mơ của bà hằng nó thành sự thật như vậy à chúng ta suy nghĩ chỗ này chút xíu đó là cái mấu chốt bởi vậy nhiều người khi mà thấy bà nguyễn phương hằng bị bắt thì cứ hả hê là à, nói là chung thân là này kia kia nọ rất là nhiều những cái 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 vấn đề mà họ thiêu dệt nên nhưng mà họ quên một điều rằng á là cái câu chuyện của hoài linh À, chúng ta xoay quanh cái câu chuyện đó đi, chúng ta hiểu là tại sao bà Nguyễn Phương Hằng có những phát ngôn đó, đúng không? Đó mới là cái vấn đề đó cả nhà. Rồi à, à, tôi là nông dân, cho nên hay tìm kiếm hạt giống, à, giống cây, loài hoa à, nên các trang bán hàng ở trên các trang bán hàng à, về giống cây xuất hiện trên phay cá nhân rất nhiều. À, đa phần như viện giống cây trồng, viện nông nghiệp, viện vân vân và may may, quá trời viện. À, có người uh, mua giống rau về trồng thì lại lên cỏ, à, có người mua giống uh, tulip thì nhận lại toàn là giống uh, lê ơn, à, hàng trăm vụ hồng chiếc cành cắt cành vân à, vân. Gần đây các trang bán hàng kiểu này đã dẹp. À, còn cái nữa đó là thần dược thực phẩm chức năng này kia à, thì dường như phương hằng đã để lại không ít cho bạn đó. À, rõ ràng sau cái drama của bà bà Nguyễn Phương Hằng thì rất là nhiều những cái mà nhà tôi ba đời này cái cái nọ nó dẹp hết rồi cả nha vấn nạn vấn cái đứa, có đó rõ ràng là vấn nạn thần y à, ha à, cái cái thuốc gì mà uống cái bách bệnh à, trị hết bệnh luôn à, nhà tôi ba đời à. À, bây giờ chị bị khởi tố điều tra à, có ai đó nhân danh nhà báo luật sư đăng đàn kết tội chị à, nhà báo nhân danh nhà báo luật sư mà lại kết tội chị Phương Hằng đó là cách cái cách chị ta dẫn dắt dư luận theo hướng nhân danh mình là luật sư là người hiểu quyết luật để lái dư luận để luận tội kẻ thù à, rõ ràng là kẻ tiểu nhân mới chạy chơi cái chiêu đó đúng không cả nhà ha à, đó là cách làm của kẻ tiểu nhân đúng rồi thầy này chỉ lý quá đó là cách làm của kẻ tiểu nhân à, trong giới trí thức người ta gọi đấy là trí thức lưu manh hay lưu manh hóa trí thức à, tôi chỉ nói với các bạn thế này thôi tuyệt đối không được kết luận kết luận chị hàng sai hay là vi phạm pháp luật bởi vì không ai được kết tội ai chỉ có cơ quan công tố họ có quyền kết tội và tòa án là cơ quan luận tội à, còn người dân như nhau là không được luật sư hay nhà báo cũng là một người dân chính xác rồi sau khi cơ quan chức năng có kết luận và tòa án kết tội thì người ta mới là cái người đó mới có tội chứ còn đằng này chưa vậy trên bắt đầu một luật sư thôi mà một luật sư nhà báo thì cũng là người dân thôi mà lên 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 mạng xã hội rồi thay mặt tòa án thay mặt cơ quan chức năng kết luận luôn luận tội luôn bởi vì sao? Vì bà Hằng là kẻ thù của của cô này, Đã. rồi cái quan trọng nhất là chỗ này cái cái câu có câu kết ha, hay cho đến giờ này tôi vẫn bình chân như vậy về CEO Nguyễn Phương Hằng vì sao? đơn giản vì phải tin rằng bà Hằng không có dại khi đưa tin mà không có cơ sở, đúng không? Bà Hằng không có dạy gì mà đưa những thông tin không có cơ sở đâu. Trước đây một số cái vụ việc chúng ta thấy trong drama đặc biệt nhất là cái vụ Hoài Linh đúng không bây giờ nếu như bà hàng không có chứng cứ bà hàng dám lôi ra cái vụ đó hay không à cái đó mới là quan trọng từ đó thì chúng ta đối chiếu lại một số vụ việc khác nếu như mà bà hàng khi không tự tưởng tượng ra giấc mơ rồi tự vẽ ra để vu khống người này vu khống người kia thì cả nhà nghĩ một một danh nhân như bà Nguyễn Phương Hằng có dám làm chuyện đó hay không trong khi á bây giờ cuộc đời sự nghiệp con cái vợ chồng thì hầu công việc làm ăn hầu như cái gì nó cũng đã đề huệ hết rồi À, không có cần phải là là ương chảy hay là phải vấn thân vào những cái rama để làm gì cho nó mệt à, tất cả những thứ đó, đó là hưởng một đời có khi cả mấy thế hệ cũng không 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 xài hết thì làm gì phải dướng vô mấy cái chuyện này cái thị phi này cho nó mệt đúng không nha à, Nhưng mà tại sao bà hàng lại nói lên chuyện này bởi vì một cái mục đích nào đó hoặc là cũng phải thấy cái chứng cứ có bằng chứng gì đó bà hàng mới làm chứ còn nếu khơi khơi đi làm vậy là đâu có ai đánh đổi cái quần đánh đổi cả đời mình đánh đổi cả cái sự nghiệp của mình dành cho một vài cái cái câu chuyện thị phi thì nó không có đáng đúng không đó, cho nên anh này kết lại á, kết luận á, là cho đến giờ tôi vẫn bình chân như vậy về CEO Nguyễn Phương Hằng vì sao đơn giản vì phải tin rằng bà Hằng không có có dạy gì khi mà đưa tin mà không có cơ sở CEO Phương Hằng đâu là tiên mà nằm mơ thấy cái thấy cái anh 14 tuổi à, chị gì đó phải im ru cạo đầu khi CEO nói à, đừng cà khịa chị réo chị réo tên đấy à, rõ ràng đây là cái vấn đề này, cái mấu chốt nè nếu như bà hàng mà cố tình bịa ra những cái câu chuyện đó, đó thì chúng ta đâu có thấy được cái vụ hoài linh chúng ta đâu có thấy được cái vụ tà am hay là cái vụ của của bên phía ông vũ hoàng yến hay là một vài cái nhân vật khác nữa à, nhưng mà những cái đó chúng ta, ta đã thấy rồi chúng ta, ta đã coi như là đã có test lại rồi à, bởi vậy á cái cái mấu chốt nằm ở chỗ á, là nếu như không có căn cứ mà bà hằng đưa ra là là coi như bà hằng đánh đổi cả cái sự nghiệp mình trong vòng có một vài một vài lần livestream hay là dọn dẹn một năm trời livestream mà để đánh đổi tất cả những sự nghiệp những chuyện đó thì nó không đáng và với một doanh nhân một cái người từng trải thì không lẽ người ta không biết được chuyện đó sao À, đó mới là cái cái quan trọng nhất bởi vì nhiều người đang à, mong muốn rằng có một luật sư giỏi nào đó hỗ trợ pháp lý cho bà Hằng rồi mong muốn những điều tốt đẹp hết nhưng mà hơn hết á, là chúng ta phải thấy rằng bà Nguyễn Phương Hằng à, đã phải có cái gì đó mới mới phát biểu lên những vợ lời như vậy đúng không? cho nên chúng ta phải tin tưởng rằng à, có thể là bà Hằng cũng có chứng cứ gì đó à, chứ không phải khơi khơi mà nói như vậy hay cả nhà rất là mong như vậy luôn rồi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.